Tối qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Nghệ An vừa dập tắt đám cháy xe khách trên tuyến đường Tránh Vinh. Theo đó, khoảng 20 giờ 40 phút cùng ngày, xe khách biển kiểm soát tỉnh Quảng Ngãi chở khoảng 30 người lưu thông hướng Bắc Nam khi tới địa phận huyện Hưng Nguyên, Nghệ An thì lửa bắt đầu xuất hiện ở đuôi xe. Sau khi phát hiện đám cháy, tài xế lập tức dừng xe bên vệ đường, hô hoán hành khách tháo chạy và trình báo lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã chỉ đạo đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 1 huy động 2 xe cứu hỏa cùng 14 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác chữa cháy. Do xe khách có chứa nệm và nhiều chất dễ bén nên ngọn lửa lan nhanh, lực lượng cứu hỏa dùng vòi rồng phun nước, khoảng 15 phút sau đám cháy được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song toàn bộ chiếc xe cùng nhiều hành lý, tài sản đã bị cháy rụi.